gắn bó với Điện lực Nghệ An từ những ngày mới tốt nghiệp Học viện Tài chính. Gần 30 năm qua, chị Cao Thị Anh Hoa luôn cố gắng nỗ lực để đáp ứng được yêu cầu công việc ngày càng cao. Ở vị trí công việc nào, chị cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận. Ở gia đình, chị là một người vợ, người mẹ đảm đang tháo vát, xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Chị là cá nhân nữ tiêu biểu, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ ngành điện trên quê hương Bác Hồ kính yêu. Với cương vị là trưởng phòng tài chính kế toán, một trong những phòng chức năng chính của Công ty Điện lực Nghệ An, chị Cao Thị Anh Hoa chịu trách nhiệm tham mưu cho giám đốc trong công tác hoạch định chiến lược về tài chính, phân tích tình hình, kiểm soát tài chính của công ty, báo cáo cân đối chi phí giá thành, tình hình thực hiện biện pháp, lệnh kế toán cho ban giám đốc, thiết lập đầy đủ, gửi đúng kỳ hạn báo cáo tài chính, quyết toán cho đơn vị cấp trên, hoạch định tổ chức kiểm tra, duy trì, đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kinh tế tại công ty, các đơn vị trực thuộc. Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ kế toán viên, bám sát nhiệm vụ được giao, chị đã cùng tập thể phòng xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch một cách khoa học nhất. Cái khối lượng công việc về các đầu việc của phòng tài chính kế toán là rất là lớn, nhưng mà cũng may là có chị Hoa thì đã giao trách nhiệm và phân công cụ thể cho từng người, từng bộ phận một. Bên cạnh đó thì là hàng ngày là chị cũng sát sao về công việc, hướng dẫn từng người cụ thể, động viên đốc thúc đảm bảo tiến độ đúng quy định, rồi là hướng dẫn lập hồ sơ quy trình từng dự án thì cũng là cụ thể. Ngoài ra thì trong cuộc sống thì chị cũng rất là hòa đồng gần gũi với các anh chị em trong phòng, cũng cả cái hoạt động trong phòng là chị đều tham gia rất là nhiệt tình, mà lại bên cạnh này mà lại còn rất là kiểu san sẻ với các anh chị em trong cuộc sống nữa. Không chỉ là những con số khô khan, mỗi số liệu của phòng kế toán đều liên quan đến trách nhiệm của đơn vị về công tác tài chính. Vì vậy, cách làm sáng tạo hiệu quả của chị Cao Thị Anh Hoa đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tài chính của Công ty Điện lực Nghệ An. Điều đó thể hiện qua các đợt kiểm tra, kiểm toán và thanh tra thuế tại đơn vị đều không phát hiện lỗi sai phạm trọng yếu nào. Công tác quản lý tài chính được đánh giá là rõ ràng, chặt chẽ. Vấn đề cân đối doanh thu, chi phí, lập báo cáo tài chính, quyết toán các công trình kịp thời, đúng tiến độ. Các chỉ tiêu kinh tế không vượt kế hoạch tổng công ty giao, đáp ứng đầy đủ các báo cáo nhanh, báo cáo khẩn của tổng công ty và các ban ngành yêu cầu. Đời sống của cán bộ công nhân viên ngày càng được chăm lo tốt hơn. Ở Công ty Điện lực Nghệ An thì phòng tài chính kế toán là một trong những đơn vị luôn thực hiện tốt cái nhiệm vụ chuyên môn của mình, tham gia tốt vào cái công tác quản lý hoạt động chung của cả công ty, cũng như là xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp của Công ty Điện lực Nghệ An trong những năm qua. Với tư cách là giám đốc công ty, tôi mong muốn rằng là tập thể phòng tài chính kế toán là tiếp tục phát huy cái vai trò của mình, ngày càng có cái đóng góp tốt hơn cho cái sự phát triển toàn diện, bền vững của Công ty Điện lực Nghệ An trong cái thời gian tới đây. Cùng với hoạt động chuyên môn, chị Cao Thị Anh Hoa đã tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, các hoạt động vì an sinh xã hội, làm đẹp thêm hình ảnh của EVN. Sau những bộn bề công việc, chị trở về chăm lo mái ấm gia đình. Người bạn đời của chị là lãnh đạo một đơn vị phụ trách mảng lao động việc làm của tỉnh. Thấu hiểu về trách nhiệm và sự bận rộn của chồng, chị đã sắp xếp thời gian quán xuyến công việc gia đình. Với sự bảo ban dạy dỗ nghiêm khắc nhưng tràn đầy yêu thương của bố mẹ, các con của chị đều chăm ngoan học giỏi. Những năm học phổ thông, các cháu đã đạt nhiều thành tích nổi bật. Hiện nay, cháu lớn đã tốt nghiệp đại học dược loại giỏi và công tác tại Hà Nội. Con gái út hiện đang là sinh viên. Nhìn các con từng bước trưởng thành, chị lại thêm động lực để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi cũng nhận thấy là vai trò của mình là rất cũng là phải là một phần đóng góp quan trọng, và tôi cũng rất nỗ lực trong cái công tác của mình để hoàn thành và giúp ban giám đốc tham mưu cho ban giám đốc chỉ đạo các cái công tác nghiệp vụ tài chính kế toán trong công ty được thông suốt, liên mạch và hoàn thành các cái chỉ tiêu mà tổng ty giao về công tác tài chính kế toán, đảm bảo dòng tiền an toàn tuyệt đối nộp về tổng ty
cũng như là thực hiện các kia chi trả các cái chế độ chính sách tiền lương cho người lao động kịp thời, đảm bảo cho người lao động yên tâm làm việc. Và tôi cũng tự là cố với cái đấy thì mình cũng luôn luôn là phải từ nghiên cứu tìm tòi và phải tìm ra được những cái phương án mà mình có thể cảm thấy tối ưu nhất về trong công tác tài chính kế toán để cho cách hiệu quả và đạt được kết quả cao trong các cái kế hoạch chỉ tiêu tổng thể ra. Với sự nỗ lực hết mình trong công việc và cuộc sống, chị Cao Thị Anh Hoa đã nhận được nhiều niềm vui và thành công. Từ năm 2009 đến nay, chị liên tục được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen của công ty, tổng công ty, tập đoàn và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và cũng nhiều năm liền, chị được tôn vinh đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Những thành công của chị Cao Thị Anh Hoa là thể hiện sinh động về hình ảnh người phụ nữ EVN, NPC đồng hành, thắp sáng niềm tin. Đó cũng chính là nét văn hóa của EVN, cùng nhau thực hiện và duy trì những giá trị văn hóa tốt đẹp, truyền cảm hứng